Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 300 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 78% giá trị sản xuất, đồng thời giải quyết việc làm cho trên 70.000 lao động. Bắc Ninh xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ là hướng đi chủ lực, mang tính bền vững, giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi sản xuất kinh doanh toàn cầu. Trong mấy năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh thường xuyên phối hợp với tập đoàn Samsung tổ chức các chương trình cải tiến, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong nước, ban hành quy chế quản lý, hỗ trợ các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc phục vụ trong nước ra thì mình có thể vươn ra đến các quốc gia khác. Như công ty tôi hiện tại giờ cũng đang làm việc với một số các quốc gia khác chứ không phải chỉ riêng Việt Nam. Ví dụ như là Mỹ, các công ty của Việt Nam ấy thì còn quy mô tương đối là còn nhỏ bé, nhưng mà trong tương lai tôi nghĩ là cơ hội để cạnh tranh với các quốc gia khác thì cũng hoàn toàn có khả năng. Chúng tôi cũng đã tiến hành phối hợp cùng Samsung và đã hỗ trợ cải tiến nâng cao năng lực cho khoảng 15 doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh. Và 15 doanh nghiệp này cũng đã đáp ứng được các tiêu chuẩn để cung ứng các cái linh kiện vào cho tập đoàn Samsung và các cái doanh nghiệp lớn trên FDI lớn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Bắc Ninh đã hình thành 3 ngành công nghiệp hỗ trợ trọng điểm, đó là công nghiệp điện, điện tử, tin học, công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống với hơn 500 doanh nghiệp. Sản phẩm đã được nhiều công ty nước ngoài cũng như doanh nghiệp lớn đánh giá cao và tin dùng. Với các ngành công nghiệp phụ trợ trong tương lai ở Việt Nam thì trong tương lai thì sẽ rất là phát triển, bởi vì các công ty lớn thì họ sang Việt Nam đầu tư rất là nhiều. Vậy thì cái ngành công nghiệp phụ trợ của mình sẽ họ sẽ cần cái nguồn cung rất là lớn, đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì cái việc nội địa hóa rất là cần thiết và quan trọng. Tiến hành cái việc thành lập cái hiệp hội công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh để nhằm mục đích là liên kết, kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh với nhau để phát triển sản phẩm, tiếp tục cung ứng, kết nối để cung ứng những cái sản phẩm cho các cái doanh nghiệp lớn trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ nhau cùng phát triển. Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn công nghệ mới, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ là một trong những hướng đi chính được đề ra trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển sẽ góp phần phát triển công nghiệp, tăng sức hút đầu tư nước ngoài và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.